Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 18 tháng 8, Thánh Giăng Sáng Tạng. Chúa đông ân trên tay con, một dấu đinh tay ta. Chúa đông ân trên tay con, một dấu đinh tay thứ. Chúa đông ân trên chân con, một dấu đinh chân ta. Một dấu đinh chân hư, một dấu cạnh sơn người. Năm dấu đinh mang trên mình, lòng Chúa thương xót đã hy sinh. Là lễ vô giá Chúa trao. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 18 tháng 8, Thánh Giăng Sáng Tạng. Thánh nữ Giăng Sáng Tạng sinh năm 1572 tại thành Digion, nước Pháp. Thân phụ ngài, ông chủ tịch quốc hội Bourgogne, là một người đạo hạnh. Ông đã nuôi dạy con cái rất chu đáo sau khi người vợ qua đời. Giăng là đứa con mà ông hết sức yêu quý, đã kết hôn với Christopher, nam tước vùng Sáng Tạng. Giăng và Christopher đã tha thiết yêu nhau. Thiên Chúa đã ban cho họ được 6 người con. Giăng bày tỏ lòng yêu mến Thiên Chúa bằng việc yêu thương chồng con rất mực. Rồi đột nhiên, một đau khổ khủng khiếp đã ập xuống trên gia đình hạnh phúc ấy. Nam tước Christopher bất ngờ bị một người bạn bắn chết trong một chuyến đi săn. Giăng Sáng Tạng rất đau khổ. Khi Christopher qua đời, Giăng Sáng Tạng đã tha thứ cho người đã cướp đi sinh mạng của người chồng, và thậm chí thánh nữ còn nhận làm mẹ đỡ đầu cho đứa con của người ấy nữa. Thánh nữ Giăng Sáng Tạng xin Chúa ban cho một linh mục thánh thiện để hướng dẫn cuộc đời của ngài. Trong lúc chờ đợi, Giăng Sáng Tạng đã cầu nguyện và nuôi dạy con cái với tình yêu thương của Thiên Chúa. Thánh nữ Giăng Sáng Tạng thăm viếng những người nghèo khổ, bệnh tật và những người đang hấp hối. Khi gặp được Thánh Francisco Salesio, Giăng biết đây chính là vị linh mục thánh thiện mà Thiên Chúa sai tới hướng dẫn ngài. Theo kế hoạch của Thánh Francisco Salesio, Giăng Sáng Tạng và 3 người chị em khác đã thiết lập hội dòng thăm viếng. Nhưng trước tiên, Giăng phải lo cho con cái của mình hiện đã khôn lớn được an cư lạc nghiệp. Giăng Sáng Tạng cũng có nhiều trách nhiệm và thách đố khác nữa, nhưng Giăng đã cố gắng noi theo chương trình của Thiên Chúa lúc vừa kịp biết, dù cho có khó khăn đến thế nào đi chăng nữa. Thánh nữ Giăng Sáng Tạng đã can đảm trong hết mọi gian khó ngài gặp phải. Thánh nữ đã mở nhiều tu viện mới và ngài cũng phải chiến đấu với những cám dỗ bản thân. Thánh Vincent Paulo viết: trong mọi khó khăn của cuộc sống, gương mặt Giăng Sáng Tạng đã không khi nào để mất đi vẻ bình thản. Giăng Sáng Tạng đã luôn luôn trung thành với Thiên Chúa. Vì thế tôi cho rằng Giăng Sáng Tạng là một trong số các linh hồn rất thánh thiện mà tôi đã từng gặp thấy. Giăng Sáng Tạng về trời ngày 13 tháng 12 năm 1641, hưởng thọ 69 tuổi. Đến năm 1767, Đức Thánh Cha Clemente thứ 13 đã tôn phong Giăng Sáng Tạng lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, như thánh nữ Giăng Sáng Tạng, chúng ta cũng hãy trung thành với kế hoạch của Thiên Chúa dành cho mình. Mỗi người
có một kế hoạch, có một chương trình Thiên Chúa dành cho mình. Mình trung thành với kế hoạch ấy, cho dù có lúc ta phải hy sinh. Ta nói người tính một đàng, trời tính một nẻo. Người tính không bằng trời tính. Chúng ta hãy bắt chước lòng can đảm và ý chí cương quyết của Thánh Nữ. Nếu đã nhận ra đó là Thánh Ý Chúa thì giá nào cũng thực hiện, bất chấp mọi khó khăn, bất chấp mọi thử thách. Như bản thân tôi và anh chị em, những người đi vào con đường lòng thương xót Chúa, khi nhận ra là đặc sủng mà Chúa dành cho mình là đi loan truyền lòng thương xót Chúa, tôi cũng phải mày mò tìm kiếm để nhận ra Thánh Ý của Chúa suốt 3 năm trời. Suốt 3 năm trời, như Giăng Sơn Tan, nhờ một linh mục thánh thiện là Thánh Francisco Salesi hướng dẫn, tôi cũng bàn hỏi với hết cha linh hướng này đến cha giải tội khác. Rồi cuối cùng phải viết thư lên bề trên tổng quyền, viết thư lên Đức Thánh Cha Francisco để xin Ngài soi sáng hướng dẫn, coi đặc sủng của mình là như thế nào, có đúng đấy là công việc loan truyền lòng thương xót Chúa hay không. Nếu đúng thì giá nào cũng làm, mà nếu không đúng thì mình chẳng có đeo đuổi làm gì, vì đó là ý riêng của mình. Nhiều lúc ma quỷ nó cũng chống phá, nó cũng cám dỗ để đừng làm công việc ấy, quá vất vả, quá khó khăn, nhiều thử thách, lắm tủi nhục. Đến nhà thờ này làm xong rồi lại chạy sang nhà thờ khác, lại đến chỗ kia, từ huyện sĩ qua Chí Hòa, về ẩn dật, rồi qua giáo điểm Tin Mừng và về nhà bè. Thưa anh chị em, hôm nay ngày 18 tháng 8, kính Thánh Giăng Sơn Tan, cũng đúng là ngày mà tôi rời giáo điểm Tin Mừng vừa tròn 3 năm. Khi mình đang thực hiện một chương trình, rồi bỗng đùng một cái chương trình ấy Chúa bẻ quặt một góc 180. Nhận ra được Thánh Ý Chúa đã là khó. Có đúng Thánh Ý Chúa hay không? Hay là ý của con người? Hay là kế hoạch của con người? Hay là mưu mô dự tính của con người? Nhưng mà cho dẫu mưu mô dự tính của con người có đen tối thế nào, Chúa cũng dùng những cái đó để, như Phao-lô nói, đối với những người yêu mến Chúa, mọi sự đều sinh ích cho những người đó. Vậy thì nếu mình khao khát yêu mến lòng thương xót Chúa, thì bất cứ hoàn cảnh, bất cứ biến cố, bất cứ sự gì xảy ra cũng đều nằm trong chương trình của Thiên Chúa, trong lòng thương xót của Chúa. Thanh thản 18 tháng 8 2019, khăn gói ra đi, không biện rị, chẳng mang theo cái gì ngoài lòng thương xót Chúa. Đấy, đấy là cảm nhận của tôi vào đúng ngày lễ Thánh Giăng Sơn Tan 18 tháng 8, bờ tròn 3 năm, rời giáo điểm Tin Mừng, nhận ra Thánh Ý Chúa rồi cương quyết thực hiện. Về trung tâm mổ vụ cũng thế. Chúa có muốn con tiếp tục làm công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa nữa hay không? Mà nếu muốn con làm thì con làm như thế nào trong hoàn cảnh hiện tại đây? Giữa bốn bức tường này thì làm gì đây? Đùng một cái Covid ập đến. Nếu tiếp tục ở giáo điểm Tin Mừng mà mỗi ngày 20-30 ngàn, có ngày lên đến 50 ngàn người, thì làm sao mà không tránh lây nhiễm và không tránh bệnh tật và chết chóc? Lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta cũng có thể tưởng tượng được là cái hậu quả nó khủng khiếp như thế nào. Bây giờ nhìn lại mới thấy đó là ơn phúc Chúa ban. Lúc đó có khi mình chưa nhận ra đâu, mình còn lợn cợn. Bây giờ nhìn lại thấy hallelujah, tạ ơn Chúa. Về đây, lúc mọi người sợ Covid, bị dịch Covid, rồi bị cách ly, rồi bị phong tỏa, rồi không thể đi ra ngoài nhà của mình, không thể đến tham dự thánh lễ, không thể tụ họp, không thể sinh hoạt tôn giáo. Vậy thì người ta được nuôi dưỡng bằng cái gì trong đời sống tâm linh? Chúa nói, làm những món ăn tinh thần.
mỗi ngày chia sẻ lời Chúa trong ánh sáng lòng thương xót, mỗi ngày đọc những hạnh các thánh, cả các thánh tự đạo Việt Nam trong lòng thương xót, rồi kể những câu chuyện xưa tích cũ mà ai cũng biết nhưng trong ánh sáng lòng thương xót. Rồi bây giờ không còn những người lên làm chứng cho lòng thương xót, thì những người đang sống đời chứng nhân ấy đang viết lên những trang nhật ký lòng thương xót vì những ân phúc người ta nhận được, rồi sinh hoạt trong giáo hội, rồi với các bạn trẻ tản mạn cuối tuần chiều thứ bảy, và nhất là điểm hẹn Chủ nhật, để các bạn trẻ, mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ đến, mình không gặp gỡ nhau được, giống như thời Covid, người ta đâu có gặp nhau được, người ta họp cũng online, rồi thánh lễ cũng online, cái gì cũng online hết, thì điểm hẹn Chủ nhật cũng là online, gặp gỡ nhau qua phương tiện truyền thông, qua những bài hát, đây là radio Thời Tình Lòng Thương Xót, qua những bài hát, qua những bài thơ được dệt, nó cũng vụng về, nhưng gói ghém tin mừng của Chủ nhật hôm đó trong ánh sáng lòng thương xót. 52 Chủ nhật trong radio Thời Tình Lòng Thương Xót đi du lịch 46 nước để vừa biết được đất nước này, đất nước nọ, đất kia, phong tục, ngôn ngữ, văn hóa và những danh lam thắng cảnh. Ở nhà cũng có thể thấy được. Nếu qua video thì anh chị em nhìn được, còn radio này anh chị em có thể nghe được. Rồi trong cơn đại dịch Covid ấy, lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì khi biết bao nhiêu bệnh nhân mà ngay cả linh mục cũng không thể đến để mà ban bí tích sức dầu, bí tích thánh thể và bí tích giải tội cho họ. Như của anh Đàn làm sao bây giờ? Cách ly hoàn toàn, chỉ có bác sĩ được chăm sóc, không một ai tuyệt đối được đến gần. Họ nằm chờ chết, họ nằm trong tuyệt vọng. Chúa nói làm radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân, đến từng giường một nhờ bác sĩ gọi. Vì chính bác sĩ cũng nhắc tôi rằng tại sao linh mục không làm cái máy gì đó cho người bệnh họ nằm tuyệt vọng chờ chết. Vì chúng tôi không thể giúp gì được cho họ đâu. Chúa nói làm. Qua lời nhắc nhở ấy mà bác sĩ ấy lại bảo tôi rằng là những người Phật giáo họ có máy A Di Đà Phật họ nghe, tại sao người không giáo không có. Trong vòng một tuần lễ, thức đêm thức hôm, vừa soạn, vừa viết, vừa thu âm, vừa làm thành một radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân. Không những chỉ trong cơn đại dịch, mà cho các bệnh nhân khác đang nằm trên giường bệnh. Họ nghe, họ cảm thấy Chúa nói với họ, Chúa an ủi họ, mình làm gì được, lời con người an ủi, ăn thua gì, anh có đau đâu mà anh biết, có đau thì mới biết, ở đó mà nói ngon lắm. Phải không? Lúc đó mới biết. Lúc khỏe thì nói ngon lắm, ăn ủi xoa đầu người ta, lúc mình nằm đó chịu nổi không? Hãy để cho Chúa ăn ủi họ. Hãy để cho họ đặt trọn niềm tin tưởng vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Rất nhiều người được khỏi. Cả một cái phòng Covid nặng 90% xuất viện ra về xin cái máy này để làm kỷ niệm, để tiếp tục nghe và loan truyền. Rồi lệnh Chúa, Chúa muốn con làm gì? Vẫn cứ tiếp tục coi chương trình của Chúa muốn gì? Các bài giảng mỗi ngày thu lại vẫn làm thành những radio bài giảng lòng Chúa thương xót. Từ năm 2019 đến giờ ít nhất là được 3 radio rồi. Để mỗi năm 20, 21, 22 mỗi năm một radio để tổng hợp những bài giảng trong năm ấy lại để cho người ta nghe suốt năm. Đi ra đồng cũng nghe được. Có những người đem cái máy lên treo lên cột, lên ngọn cây, cành cây, rồi chung quanh ngồi nghe. Rồi 3 giờ chiều nghỉ, lần chuỗi lòng thương xót. Trong xí nghiệp, trong bệnh viện, có những người đem vào trong tiệm nail mở suốt 24/24. Người ngoại đạo, họ làm công việc đó. Ồ, thì ra chương trình của Chúa là muốn loan truyền lòng thương cho Chúa đến hang cùng ngõ hẻm. Nhất là nơi những vùng mà không có mạng, lấy gì lên YouTube, lấy gì lên Facebook, lấy gì mà lên trang web. Cái máy này giúp họ rất nhiều. Chỉ cần cắm điện sạc, bây giờ điện thì ở đâu chẳng có. Người dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng nhà quê, người nghèo. Mấy chục ngàn, cả trăm ngàn cái máy trong suốt 3 năm.
hơn mỗi đợt máy là 50.000, 150.000 máy. Thí dụ thế. Rồi chương trình của Chúa nói cuốn sách Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần, đã thu một lần, nhưng mà thời đó nó chưa có rõ. Bây giờ mỗi ngày đọc cho họ một đoạn, kèm theo là những chia sẻ, những cảm nhận về đoạn kinh Nhật ký ấy, rồi lời cầu nguyện, thành 120 tập. Sau 120 tập thì làm thành radio Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi của Thánh Nữ Faustina, viết tắt là Radio Nhật Ký Thánh Faustina. Những người nào khao khát muốn biết về lòng thương xót Chúa, muốn biết về Thánh Faustina thì lắng nghe radio. Cuốn sách này bây giờ không còn nữa, không chưa tái bản được, thì người ta có thể nghe. Và bây giờ văn hóa đọc ít hơn là nghe và nhìn, đúng lúc, đúng thời, đúng buổi. Đấy thưa anh chị em, nhìn vào gương Thánh Giăng Sang Tan, tôi thấy được chuyện đó. Một điểm nữa, từ gương Thánh Giăng Sang Tan là có lúc mình tưởng cuộc đời đang là êm ái, êm trôi, lấy chồng, sinh con, gia đình hạnh phúc, giàu có, quý tộc. Đùng một cái, chồng chết, giá mà chết trận thì cũng còn được đi. Đây chết vì một người bạn bắn trong lúc đi săn. Đau khổ lắm. Đón nhận cái biến cố đó. Hơn thế nữa là tha thứ cho người bắn chết chồng mình, đỡ đầu cho đứa con của người bắn chết chồng mình, vẫn tha thứ cho người làm khổ mình. Thì trong những năm đi loan truyền lòng thương xót Chúa, rất nhiều lần bị sỉ nhục, bị khích bác, bị đả kích, bị bêu rếu lên mạng với đủ mọi ngôn từ, đủ mọi hình thức. Nhiều lúc cũng điên lên, nhiều lúc cũng muốn ăn miếng trả miếng. Nhưng mà gương Thánh Giăng Sang Tan, Giăng Sang Tan cũng bắt gương Chúa Giêsu xin tha thứ cho họ vì họ không biết việc họ làm. Cũng tập tành nói với Chúa, xin Chúa cho con đừng nuôi lòng giận hờn, ghét bỏ ai. Dù họ có ghét bỏ, họ có giận hờn, họ có làm hại con, họ có hạ con xuống tận bùn đen, họ có bêu xíu con cho cả thế giới trên trang mạng, trang web, nhục nhã ê chề, xin cho con cũng biết tha thứ cho họ. Và một khi tha thứ cho họ được như vậy thì chính mình là người được ơn trước, ơn bình an. Còn không nó dây dứt, nó khó chịu, nó bực bỏ lắm. Người ta thì không biết như thế nào, người ta làm hại mình có khi người ta vẫn gáy khò khò. Mình bị người ta hại, tức quá, điên lên không ngủ được. Cho nên khi đã tha thứ được rồi, mình bình an. Và cái người làm hại mình thấy mình bình an thì họ càng điên lên. Tưởng rằng thằng Long nó bị trầm cảm, nó bị mát, nó bị thế này thế kia. Vậy mà nó vẫn cứ tà tà, nó sống vẫn cứ tiếp tục vang vọng lời rao giảng lòng thương xót Chúa. Bởi đâu? Bởi quyền năng lòng thương xót Chúa, không phải bởi sức con người. Sức tôi không làm được đâu, thưa anh chị em. Cũng như Giăng Sang Tan, phải chiến đấu khó khăn đến như thế nào, can đảm vượt qua mọi khó khăn, mọi thử thách. Mà một cái điểm mà tôi chưa làm được là Giăng Sang Tan vẫn giữ được vẻ mặt bình thản. Có khi mình vẫn còn nóng quá, có khi mình vẫn còn bức xúc quá, chưa giữ được bình thản những lúc gặp khó khăn thử thách. Xin Chúa cho tôi được noi gương Thánh Giăng Sang Tan, giữ được mặt bình thản. Mà muốn bình thản như vậy thì chỉ có một cách duy nhất là tín thác tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Lúc nào cũng lạy Chúa Giêsu. Con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu. Con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu. Con tín thác vào Chúa. Amen. Chúa đông ân trên tay con, mùa sâu đinh tay ta. Chúa đông ân trên tay con, mùa sâu đinh tay thương.
Chúa thương xót đã hy sinh.